Tiếp tục đến với loa độ các bạn nhé. Các bạn vừa trải nghiệm cùng Tùng cái âm thanh của cái loa này. Và các bạn cũng biết là chúng ta đang test trên một chiếc loa duy nhất chứ không phải là hai loa. Khi anh em test hai loa thì cái chất lượng âm thanh nó sẽ đủ hơn, dày dặn hơn và trầm bổng hơn, xe hơn rất nhiều. Còn bây giờ cái chúng ta bận tâm là những cái thông số của nhà sản xuất và kích thước để các bạn độ nhé. Độ thì các bạn cứ đo với cái loa hỏng của bạn, sau các bạn đối chiếu là ok. Còn công suất Trung Quốc đề ra là 8 ohm và 2W. Đây là hình hài thực sự của em nó. Dài này các bạn, 35mm các bạn nhé. Rộng 10mm. Dày, chúng ta quan tâm đến chiều dày là chính, rơi vào tầm 5mm này các bạn. Cái độ hay của âm thanh thì các bạn tự kiểm nghiệm và tự đánh giá cho mình. Còn cần mua hàng, no2.vn. Cảm ơn các bạn.